Hi, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay thì Honda Hà Nội sẽ chia sẻ đến cho quý chị khách hàng biết được những hạng mục phụ kiện rất là hay còn thiếu trên chiếc xe Honda CR-V năm 2019 phiên bản L cũng như phiên bản G hay là phiên bản E. Thì vậy thì các bạn cũng nghe đến việc là cảnh báo va chạm phía trước. Ngày hôm nay thì Văn Hôn sẽ giới thiệu cho quý chị biết được rằng là trên chiếc xe Honda CR-V phiên bản mới 2019 này, chúng tôi sẽ lắp đặt thêm chiếc cảnh báo va chạm phía trước hiển thị trực tiếp trên màn hình theo xe, và chia sẻ đến quý khách hàng rằng là sản phẩm này thì thực ra là ở trên phiên bản nước ngoài, ví dụ như là Thái Lan hoặc là của Mỹ đã được tích hợp theo xe. Vậy thì quý chị khách hàng muốn chiếc xe CR-V của mình được tích hợp hay không, hãy cùng tôi theo dõi clip ngay sau đây. Và đây là tổng quan phía đầu xe chiếc Honda CR-V năm 2019 phiên bản L đã được lắp thêm cảnh báo va chạm phía trước, sở hữu với 4 mắt, được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Honda. Vâng, sản phẩm chỉ việc đơn giản nhất đó chính là cảm giác trực tiếp đã có các lỗ chờ sẵn của xe. Và đây là tổng quan phía đầu xe đã được lắp cảnh báo va chạm 4 mắt. Còn nếu trên phiên bản G cũng như phiên bản E thì quý chị khách hàng sẽ thấy được rằng là chúng ta sẽ có thêm 4 mắt phía sau nữa. Đây là 4 mắt phía sau theo xe phiên bản L. Và trên phiên bản G hoặc là E thì chúng ta sẽ lắp thêm. Ngoài ra thì xe sẽ được tích hợp thêm một số hữu ích như là cam sườn. Với cam cặp lề này thì khi anh chị khách hàng mà bám vào các con ngõ hẻm cũng như các cạnh viền như thế này thì là hoàn toàn yên tâm là xe của chúng ta sẽ không bao giờ bị sát vào lề cả. Cùng với đó, đây là cái bậc lên xuống hoặc là đẹp dọc nóc xe hoặc là hõm tay cửa, và chúng ta sẽ di chuyển ngay vào phía bên trong để xem hoạt động của cảnh báo va chạm phía trước. Sao anh đứng phía đầu xe cho anh? Đây, đầu tiên là về phía công tắc. Với phiên bản G cũng như là LE thì chúng ta sẽ có nút bấm P để tắt bật để sử dụng. Cùng với đó thì chúng tôi tích hợp thêm công tắc của cam sườn. Vâng, và hãy vào trong xe để xem là hoạt động như thế nào. Trên phiên bản L thì đầu tiên khi chúng tôi bật cam sườn thì chắc chắn là sẽ hiển thị rồi. Vâng, khi chúng tôi vào số D thì sẽ có thêm cảm biến cảnh báo va chạm phía trước. Và đây, nếu mà khi mà có chướng ngại vật, vâng, đã có cảnh báo. Đó, không chỉ có vậy mà còn cảnh báo cả trên màn hình digital, màn hình vận tốc khi chúng ta đang lái xe. Rất là hợp lý luôn. Không chỉ có vậy, khi mà chúng ta vào số lùi thì cảm biến vẫn sẽ hoạt động ở cả cảm biến phía trước cũng như là cảm biến phía sau. Và ngoài ra thì xe còn được lắp thêm là camera hành trình C61 của Vietmap, hiển thị trực tiếp trên điện thoại kết nối wifi. Vâng, đó những là cái tính năng rất là hay trên xe Honda CR-V phiên bản L cũng như là GE năm 2019 mà chưa được tích hợp thêm cảnh báo va chạm trước, cam sườn phía bên phụ cũng như là bên lái. Vâng, đã có hiển thị cảnh báo. Vâng, để sở hữu ngay hãy liên hệ ngay hotline 0989 588 516 để được lắp đặt và chuyển hàng toàn quốc. Ngoài ra xe của chúng ta thì sẽ được lắp thêm một cái loa trung tâm. Đây ạ, đây là vị trí của loa trung tâm. Nhưng thực ra thì theo nhà sản xuất thì là chưa có. Vậy thì chúng tôi đã phân phối thêm cả loa trung tâm ở phía giữa này. Vâng, trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi clip của tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Chia sẻ của tôi về những hạng mục phụ kiện cần lắp trên chiếc xe Honda CR-V năm 2019 nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan, cũng như kết hợp với chiếc Honda Civic hoặc là Honda Accord. Quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay hotline phía dưới 0989 588 516 để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn cài đặt và sử dụng. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng.